chi? Đây là bí mật của tôi với anh nha. Anh không được kể cho ai nghe hết nha. Về đi. Về nhà đi. Không say. Và... Nhà cô đâu hả? Để tôi đưa cô về. Buông tôi ra. Hạ Linh ơi là Hạ Linh. Như thế này là không ổn đâu. Ai vậy ạ? Tôi là Võ An Chi. Võ An Chi xinh đẹp đây nè. Anh không biết hết